mọi người nha, mình là Linh TV đây. Hôm nay mình sẽ thực hiện các clip tiếp theo nha. Mình sẽ làm một món ăn gọi là món sữa chua nha ram nha mọi người ơi. Đấy, mình đã chuẩn bị các nguyên liệu chính rồi mọi người này. Mình chuẩn bị 4 bịch sữa tươi không đường này và 2 lọ sữa đặc này. Đấy. Và 6 hộp sữa chua nha mọi người ơi. Đấy, mình đã chuẩn bị cả nha ram này mọi người này. Đấy, mình đã cắt nha ram và rửa qua nha ram rồi nhé. Đây, mình chuẩn bị cả những cái cốc để sâu mình ủ sữa chua xong rồi mình cho vào cốc, mình cho vào tủ lạnh nhé. Đây, những cái nguyên liệu phụ ấy mọi người này. Đây là cái bát đá, sau tí nữa mình nấu nha ram xong mình cho vào nhé. Đây là cái gói muối trắng này, tí mình thái nha ram xong mình rửa mình bóp. Bởi cái nha ram này nó phải bóp qua muối nó mới hết cái nhớt của nó được. Mình đã chuẩn bị một cái nồi cơm điện này. Tí nữa mình hòa hỗn hợp xong hết các sữa và nha ram ấy mình cho vào xong đây nhá. Mình cho xong cơm điện xong mình ủ vào cái thùng xốp đây này. Thay như là mình ủ vào nồi áp suất thì mình ủ vào cái nồi cơm điện đây. Xong mình cho vào cái thùng xốp, mình mang ra mình phơi nắng. Nếu mà ở chỗ nơi các bạn mà không có nắng thì các bạn có thể ủ bằng chăn. Đấy. Bằng cái chăn thật dày ấy, các bạn quấn vào ấy. Nhưng mà mình mang ra phơi nắng. Giờ mình bắt đầu cắt nha ram nhé mọi người nhá. Lần đầu tiên mình làm sữa chua nha ram mọi người à. Mọi người ơi, mình đã cắt xong một miếng rồi này. Đấy, nước mình đã cho muối sẵn rồi nhé. Mình ngâm vào đấy cho nó bớt cái nhớt đi, tí mình thái xong mình lại rửa tiếp mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người mà muốn làm cái món sữa chua nha ram này thì mọi người có nha ram ở nhà không thì mọi người đi xem nhà hàng xóm có thì mọi người xin đi mấy tàu về mọi người làm được mọi người ạ. Làm này nó cũng dễ mà. Cái miếng nha ram ngon không này? Đấy. Trong suốt luôn nhé. Đấy. Giờ mình thả vào bát nước này. Đấy. Giờ mình thái nhé. Mình cho vào bát đây nhé. Mọi người mà thấy mình làm cái món sữa chua nha ram này hay và ngon ý, cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Để mình lấy cái động lực làm clip tiếp theo nhá. Đấy, giờ mình đang cắt nha ram ra mọi người à. Mình phải bóp này cho nó hết nhớt mọi người à. Phải bóp muối, bóp đi, bóp lại vậy. Mình bóp muối lần nữa nhé. Bóp bao giờ nó hết nhớt thôi mọi người à. Mọi người ơi, mình đã rửa nha ram sạch rồi nhá. Hết nhớt rồi này. Giờ mình đun nước cho sủi lên. Mình nấu nha ram cho chín nhé mọi người nhé. Mọi người ơi, nước của mình đã sủi rồi nhá. Giờ mình cho nha ram vào nhá. Cho nó sủi khoảng độ 2 phút xong mình vớt nha ram ra nhé mọi người nhé. Mọi người ơi, mình đã nấu nha ram xong rồi nha. Này giờ mình cho vào nước đá và mình vớt lên cho nó ráo rồi này. Đấy. Giờ mình công đoạn mình đi hòa sữa nhé. Giờ mình cho 2 hộp sữa đặc vào đây trước nhé. Mình cho hộp thứ 2 vào nhé mọi người nhé. Đấy. Chưa làm xong nhìn cảm tưởng đã ngon lắm rồi mọi người. Mọi người ơi, mình lại chút 2 hộp sữa đặc vào đây rồi nhá. Giờ mình cho nước vào nhá. Thay vì đong nước là mình cho mỗi một cái hộp sữa đặc là mình cho 2 cái ống nước này này. Đấy, mình tráng hộp luôn thể mọi người à. Mọi người ơi, mình đã chút sữa đặc vào đây rồi nhá. Giờ mình cho sữa tươi vào nhé mọi người nhá. Là mình cho sữa chua vào nhé mọi người nhé.
Đấy. Rồi mình cho nha ram vào nhé mọi người nhé. Mình cho nha ram vào nhé. Đấy, mọi người nhìn nha ram này, ngon lắm mọi người ạ. À. Cho cái thầy ông nó bắn mọi người ạ. À. Rồi mình quấy đều lên nhé mọi người ơi. Làm cả một xong sữa chua cho các con các cháu thưởng thức mọi người ạ. À. Xong mình cho vào hộp này. Mình ở mua 40 cái cốc nhựa này nhé. Đấy, xong mình ủ sữa chua xong thì nó lên men ý. Mình cho những cái cốc nhựa này mình cho vào tủ lạnh. Đấy, mọi người ơi, mình chút nước sôi vào đây nhé. Đấy. Xong rồi nha. Đấy. Rồi mình mang ra trời nắng kia mình phơi nhá. Đấy mọi người ơi, cái xong sữa chua nha ram của mình đã ủ xong rồi nhá. Đấy, 10 tiếng mới bỏ ra được đấy mọi người ạ. À. Rồi mình cho vào cái cốc con này để mình cho tủ lạnh để mai thưởng thức nhá. Cái này phải để qua tủ lạnh một đêm ăn mới ngon. Giờ ăn thì nó chưa được đặng lắm mọi người ạ. À. Nó vẫn hơi nời nời. Rồi mình cho cốc đây nhá. Mình cho tủ lạnh. Đấy, mọi người ơi, mình đã múc hết một xong sữa chua nha ram vào những cái cốc nhỏ này rồi nhá. Đấy, mình đếm được 40 cốc mọi người à. Rồi mình cho cái thùng nhựa đây, mình cho tủ lạnh nhé mọi người nhé. Đấy, phải để qua đêm mới ngon mọi người à. Đấy mọi người ơi, cái món sữa chua nha ram của mình đã đặc đặc rồi nhá. Đấy, giờ mình mang ra để cho các con cháu thưởng thức nhé. Đây, đấy. Đấy, núng niếng rồi. Đấy. Có hộp thì là cứng, hộp thì vẫn hơi núng niếng. Giờ mình mang ra mình mời các con cháu để ăn nhé. Đấy mọi người ơi, là mình bê ra bàn đây nhá, gọi các con các cháu ăn nhá. Đấy, mình phải cho hai nợn mới hết này. Đấy mọi người ơi, mình đã bày hết ra bàn rồi nhá, giờ bảo các con các cháu thưởng thức nhá. Các con các cháu thưởng thức đi. Giá nhiều đi. Ừ. Ai thích ăn mà cái cốc nào có nhiều nha ram ý thì cứ nhìn này. Đấy, cốc nào nhiều nha ram ăn, cốc nào. Bao nhiêu hộp ơi? Tầm gần 50. Đâu giờ ngủ thế? Giờ làm 40 hộp. Đấy. Thế hộp là mình ăn 50. Chú con cái thẻ bà ơi. Đây thẻ đây. Ôi chuyên hút luôn cho nhanh đi, ăn thẻ không rồi. Mời các bạn nha. Không hút được. Mời tất cả các bạn nha. Có cốc nó đặc hút làm sao được. Mình mời tất cả các bạn nha. Mình mời mọi người nhá. Nó nặng nặng này. Đây cái hột nha ram này. Nha ram dài dài. Thơm phức. Mát. Toàn hút đi. Thôi. Ăn đau mồm. Mát nữa. Còn ngọt ngọt. Bà phải ủ 10 tiếng đấy. Làm từ hôm qua. Ủ tận 2 ngày. Ủ tận 9 giờ đêm hôm qua là mới bắt đầu cho cốc, bắt đầu cho tủ lạnh ngăn mát đi. Để nay cho nó mát cho nó đông hơn một tí. Mày ngủ thế 10 tiếng là nửa ngày. À bảo 2 ngày. Ôi. Bói. Ngon. Nặng quá. Ngon không? Ngon quá. Ngon thật ạ. Đặc. Ngon. Không phải đen hay nha đam ở đâu. Ngon luôn. Ăn thẳng một miếng to này này. Nãy rằng. Ôi đã hết rồi. Ai đã hết rồi? Ăn. Bà. Ui, ăn khỏe. Đang tầm nóng. 9 giờ nóng quá các bạn. Bố. À bố ạ. Bớt cả răng này. Bà ngon quá. Ui ngủ này. Răng nó cứ nhảy nhảy nhảy. Bà làm mấy cái gì vậy? Con mày con làm này. Nhà làm mấy giả mua hay giả vặt trộm đâu ấy? Vặt trộm.
Luyến nó trồng đầy chậu trong kia kìa. Nhớ Nam, chị Luyến nó trồng bà Nam bằng Nhớ Nam này, Thái ra này. Vâng. Mới lại nhiều Nhớ Nam này. 6 hộp sữa chua. Vâng. Mới lại 4 bịch sữa tươi. Mới 2 hộp sữa đặc. Tìm hôm nào nhiều Nhớ Nam ăn nó phê. Đây, nhiều Nhớ Nam đây. Đấy. 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 Uầy, nhiều Nhớ Nam chưa? Ui. Ăn này mặn ngon lắm. Rồi nó 5 câu rồi. Bốt từ đầu. Nhanh thế. Đây là 1 câu anh, 4 câu cái này. Mình phải ăn tốc độ không tí Tuyền mang đi cho nhiều hết đấy. Này. Đây. Ăn ăn tốc độ. Anh tự làm. Ê mọi người ơi, cái món sữa Nhớ Nam của mình đã thành công nhá. Đấy, các cháu ăn, cháu làm khen ngon. Mọi người thấy mình làm cái clip này hay và ngon ấy, cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Giờ tạm biệt mọi người nhá. Bye bye.